Thầy giáo dạy học cũng không ngoại lệ Năm xưa chúng tôi thân cận thầy Lý Thầy Lý dạy học Chúng tôi theo ông 10 năm Cách đối nhân sự thế tiếp vật của thầy Chúng tôi hiểu rất rõ Làm gương tốt cho chúng tôi thấy Thầy mở lớp học kinh Phương pháp truyền thụ học kinh Trong lớp cùng học có hơn 20 người Có hai ba người thầy giáo đối với họ đặc biệt khách khí Họ có lỗi sai thầy giáo không bao giờ nhắc đến Đều rất khách khí Rất cung kính Nhưng cũng có mấy người ít nhất cũng phải có năm sáu người Thầy giáo đối với những người này Có đánh qua mặt Phê bền trước mặt mọi người Một chút khách khí cũng không có Vì sao dùng thái độ không giống nhau đối với học sinh tôi hồi đó lúc đi hoài nghi đối với việc này thầy giáo biết được một hôm gọi tôi vào trong phòng hỏi tôi có phải đối với việc này có hoài nghi không tôi nói đúng vậy thầy giáo liền nói nghiêm khắc đối với học sinh này họ muốn học đánh họ mắng họ họ cảm ơn họ sẽ không hận quý vị nếu không dạy họ là có lỗi với họ Còn những người đối với họ đặc biệt tốt Không thể dạy họ Quý vị chỉ nhắc nhở một chút Mà họ lập tức đỏ lên Họ không thể tiếp thu Chúng tôi mới hiểu rõ Người không thể tiếp thu Chúng tôi thấy Thầy giáo xem họ là học sinh dự thiện Không được là học sinh chính thức Học sinh dự thì rất khách khí rất ưu đãi đây là chúng tôi học được thật sự có thể tiếp thu thì phải dạy họ không thể tiếp thu chỉ có trong lúc giảng kinh nhắc đến họ nghe hiểu được thì tốt nghe không hiểu thì thôi vậy đây là mỗi người gặp duyên không giống nhau Thầy giáo dạy học cũng không ngoại lệ Năm xưa chúng tôi thân cận thầy Lý Thầy Lý dạy học Chúng tôi theo ông 10 năm Cách đối nhân sự thế tiếp vật của thầy Chúng tôi hiểu rất rõ Làm gương tốt cho chúng tôi thấy thầy mở lớp học kinh phương pháp truyền thụ học kinh trong lớp cùng học có hơn 20 người có hai ba người thầy giáo đối với họ đặc biệt khách khí họ có lỗi sai thầy giáo không bao giờ nhắc đến đều rất khách khí rất cung kính nhưng cũng có mấy người ít nhất cũng phải có năm sáu người Thầy giáo đối với những người này Có đánh qua mặt Phê bình trước mặt mọi người Một chút khách khí cũng không có Vì sao dùng thái độ không giống nhau đối với học sinh tôi hồi đó lúc đi hoài nghi đối với việc này thầy giáo biết được một hôm gọi tôi vào trong phòng hỏi tôi có phải đối với việc này có hoài nghi không tôi nói đúng vậy thầy giáo liền nói nghiêm khắc đối với học sinh này họ muốn học đánh họ mắng họ họ cảm ơn họ sẽ không hận quý vị nếu không dạy họ là có lỗi với họ. Còn những người đối với họ đặc biệt tốt không thể dạy họ. Quý vị chỉ nhắc nhở một chút mà họ lập tức đỏ lên. Họ không thể tiếp thu. Chúng tôi mới hiểu rõ. Người không thể tiếp thu, chúng tôi thấy. Thầy giáo xem họ là học sinh dự thiếm. Không được là học sinh chính thức, học sinh dự thiếm rất khách khí rất ưu đãi đây là chúng tôi học được thật sự có thể tiếp thu thì phải dạy họ không thể tiếp thu chỉ có trong lúc giảng kinh nhắc đến họ nghe hiểu được thì tốt nghe không hiểu thì thôi vậy đây là mỗi người gặp duyên không giống nhau